bốc cho lư hương, dân sao giải hạn, giải vong, bệnh mê tín quá trầm trọng. Kính thưa quý vị, người ta chen chúc nhau ở chùa bà Bình Dương, bốc cho lưu hương cầu may. Nhiều người vì mê tín mà đạp nhau để đến những đền miếu, được cho là linh thiêng hằng mong được phúc lộc. Dân sao giải hạn, giải vong, trục phong thu hút hàng ngàn người đến để nộp tiền cho những cá nhân tổ chức bày ra các trò này báo chí lên tiếng, đại diện tổ chức Phật giáo cũng khuyến cáo những hoạt động đó là đi ngược lại với giáo lý nhà Phật nhưng không mấy ai nghe. Đến với Phật hay bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào là cho lòng mình an yên, không phải để lo lắng, sợ hãi bất an, đến nỗi ngày đêm lâm dâm khấn vái xin sò, mặc cả với thánh thần. Chưa kể, tử vi bói toán xuất hiện khắp nơi, nhiều người tin vào các ông đeo mắt kính đen, ngồi đoán số phận của người khác. Chỉ cần các thầy dùng chiêu Pia cho đệ tử đồn thổi ở xóm đó, có ông thầy xem tử vi hay lắm. Thế là lũ lượt người kéo nhau đi xem, thầy hốt bạc. Còn nhớ, cha ông xưa đã cảnh báo về tệ nạn bói toán rằng, tử vi xem bói cho người, số thầy thì để, cho ruồi nó bâu. Rất nhiều hoạt động lễ hội mang tính truyền thống, sắc màu văn hóa đẹp đẽ mà ông cha ta để lại, nhưng đến nay đã bị biến tướng, thành hủ tục, mê tín dị đoan. Đó là điều rất đáng buồn và lo ngại càng ngày càng xuất hiện nhiều kẻ lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức các hoạt động mê tín, trục lợi. Báo chí dư luận chỉ ra các chiêu trò lừa bịp rất rõ ràng, nhưng đa số vẫn cứ mê muội. Thật đáng tiếc khi chen trúc trong đám đông mê muội đó, có rất nhiều nam thanh nữ tú, thế hệ tiếp cận với tri thức khoa học hiện đại. Thử hỏi, hội nhập quốc tế thế nào khi còn tin và cho nhang trong lưu hương có thể giúp cho làm giàu, công dân toàn cầu sau được khi cúi đầu đội sớ xin giải hạn trục vong? Thanh niên thời đại công nghệ lần thứ tư, công nghệ 4.0 phải nghĩ đến chinh phục sao hỏa và các vị tinh tú. Ai lại đi xin giải hạn sau kế đô, thái bạch, la hầu. Giới trẻ thừa biết rằng các tập đoàn công nghệ lừng danh thế giới thu lợi nhuận hàng trăm tỷ USD mỗi năm, không có tập đoàn nào thờ cúng, đốt vàng mã, kéo nhau đi chùa tập thể để xin may mắn phúc lộc. Thế nhưng, những tập thể đó chinh phục cả thế giới bằng trí tuệ siêu việt của họ, không phải do thần thánh phương nào cho cả. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các tổ chức đoàn thể tích cực chung tay tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, không đốt và sử dụng vàng mã, đồ mã, tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bài trừ các tệ nạn xã hội, hồ tục lạc hậu, trục lợi, mê tín dị đoan trong lễ hội. Nhưng các địa phương đã chưa hoàn thành được nhiệm vụ này, còn quá nhiều hoạt động mê tín dị đoan diễn ra. hai cây cầu đắp chiếu vì thiếu đường dẫn phải có người chịu trách nhiệm thưa quý vị xây cầu xong nhưng không khai thác được nằm phơi giữa trời bà con gọi là những cây cầu đắp chiếu điển hình như cầu hòa sơn kết nối tỉnh thái nguyên với bắc giang thi công xong từ trước tết nguyên đán 2024 nhưng chưa thể thông xe và buộc phải rào chắn hai đầu vì thiếu đường dẫn Tổng mức đầu tư cầu Hòa Sơn hơn 540 tỷ đồng, khởi công cuối năm 2022 và dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán 2024, nhưng đến nay phải đắp chiếu. 540 tỷ đồng đầu tư là để xe cộ lưu thông, đắp chiếu ngày nào coi như lãng phí ngày đó. Tính toán cho sản phẩm, cứ một ngày đắp chiếu là thiệt hại một ngày, ít nhất là lãi suất ngân hàng. Nguyên nhân là không đồng bộ giữa hai địa phương. Phía Bắc Giang đã hoàn thành, nhưng phía Thái Nguyên vẫn chưa xong nên chưa thể thông xe. Hiện đang cho rào chắn hai đầu để ngăn người và phương tiện qua lại. Cây cầu anh em với cầu Hòa Sơn là cầu Vàm Cái Sứt trên tuyến Hương Lộ 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổng số vốn đầu tư khoảng 387 tỷ đồng, khởi công từ tháng 10 năm 2020, đến nay đã hoàn thành thi công phần cầu chính và đường cầu mố M1 phía xã Long Hưng, nhưng vẫn tiếp tục phải đắp chiếu vì thiếu đường kết nối. Đối với phần đường cầu dẫn phía mố M2 thuộc địa bàn phường Tam Phước, đơn vị thi công đang đắp ra tải nền đường. Theo hồ sơ thiết kế, sẽ có thời gian chiều lún là 450 ngày đó mới chỉ là chuyện chờ lún, còn nhiều khâu quan trọng khác mới có đường dẫn lên cầu vàm cái sứt. Còn một đoạn đường khoảng 5,7 km phía huyện Long Thành để kết nối vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành dầu dây vẫn chưa được triển khai. Tỉnh Đồng Nai đã có phương án đầu tư dự án Hương Lộ 2, đoạn 2 từ cầu Vàm Cái Sứt đến nút giao đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây. Nếu, xin nhắc lại là nếu thực hiện dự án Hương Lộ 2 đoạn 2 thì sẽ có đường dẫn lên cầu Vàm Cái Sứt còn khi nào đầu tư dự án và khi nào hoàn thành thì chưa biết chuyện hai chiếc cầu đắp chiếu quả thật như chuyện hài cây cầu hòa sơn liên quan đến hai địa phương nên không cùng nhịp bên này xây xong nhưng bên kia chưa xong vậy thì lãnh đạo của tỉnh thái nguyên phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này cầu vàm cánh sứt còn lạ lùng hơn làm cầu nhưng chưa có đường dẫn lên cầu vậy mà cũng phê duyệt đầu tư được thật khó hiểu chẳng lẽ người đặt bút xuống ký duyệt đầu tư dự án này không chịu trách nhiệm soi điện chỉ còn vướng mắc để tháo gỡ. Kính thưa quý vị, theo ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt thấp hơn so với yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra 95%. Có nhiều nguyên nhân khiến giải ngân không đạt, nhưng cần soi từng địa chỉ, từng đơn vị, địa phương, xem khó khăn vướng mắc ở đâu, yếu kém ở đâu để khắc phục cái đó. Ví như, năng lực quản lý của chủ đầu tư, năng lực nhà thầu, các yếu tố về giải phóng mặt bằng, điều kiện thời tiết, điều kiện địa hình, kỹ thuật, bây giờ cần xem vướng ở đâu để giải quyết chính vấn đề đó. Trong năm 2023, các ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong giải ngân vốn đầu tư công nhưng vẫn không thể đạt được kết quả cao. Trong đó có nguyên nhân những vấn đề tồn tại cố hữu như giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu, ý thức tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, sự quyết liệt vẫn còn những sự khác nhau, chênh lệch giữa nơi này nơi kia người này với người nọ. Có địa bàn, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhưng khối lượng không phải là lớn. Có đơn vị chuyên đi giải ngân nhưng có đơn vị thỉnh thoảng có vài công trình nhỏ. Ngay từ đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt đôn đốc chỉ đạo gỡ khó, gỡ vướng các cơ chế chính sách. Những vấn đề trước đây nói rằng do thủ tục thì đến nay cơ bản đều được tháo gỡ nhưng có một số cái còn phụ thuộc vào quy mô. Ví dụ như năm 2023 không đạt được kế hoạch đề ra, nhưng đây lại là năm có quy mô giải ngân vốn đầu tư công lớn, cho nên dù chưa đạt được mức như yêu cầu đề ra nhưng đây cũng là sự cố gắng. Sang năm 2024, kế hoạch giải ngân đã được giao rồi, do đó tinh thần chỉ đạo phải quyết liệt ngay từ đầu năm, giao trách nhiệm cụ thể. Theo đó, đối với các đơn vị chủ đầu tư phải chủ động tích cực xem vướng ở đâu, khó cái gì thì phải báo cáo ngay để tháo gỡ, đồng thời phải đôn đốc triển khai tích cực, quyết liệt, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu phải được đề cao. Còn đối với cấp trên là các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản phải tăng cường khâu kiểm tra, giám sát. Những cái nỏ vướng về cơ chế chính sách thì kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ cho các địa phương, cho các đơn vị để họ có thể triển khai được các nội dung công việc với đà năm 2023 đã đạt được, tôi tin rằng kết quả của năm 2024 sẽ tốt hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.